Một. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ quay clip để bấm với ông Ba Vlog. Và ngày hôm nay ông Ba Vlog đang bận nấu ăn cho nên là ngày hôm nay mình sẽ tự đá mình nhé. Ok, bây giờ mình sẽ đá nha. Rồi ok, nói chuyện ra đây. Rồi ok, bây giờ các bạn nhìn mình đá này nha. Ok. Bà đã về điện thoại bây giờ. Đá nhẹ thôi, đá chăng bể điện thoại với con. Trời ơi, đá giờ bay xéo đi. Khủng khiếp. Sao ra này, mình phải thủ kỹ này, đá bay điện thoại với chú chưa. Anh Đen dạo này đá banh ghê lắm rồi. Ghê quá. Đừng nói đã xa xa, đừng đá gần. Đá gần bay điện thoại đó, đừng nói đâu, đúng rồi. Chút. Trời ơi. Đầm Ronaldo đi. Giữ, đó, giữ lại, giữ đứng lại, đứng cho nó cố định lại, đứng im chỗ xong xuống. Trời ơi. Nó phải cố định lại chứ đó. Chút lọt khe. Wow. Quá dữ. À con đừng đánh sụt sụt hết chưa tưởng ấy chưa quay. Rồi, điều chỉnh sút cho đẹp bắt nha. Nếu mà vào cái cổng là sút thường thắng. Ừ. Để mắt giỏi. Giỏi quá. Đâu rồi, vô nhà luôn. Các bạn có thấy đá, nếu mà các bạn thấy mình đá hay thì nhớ cho mình một like nha. Ok. Wow. Đâu. Chưa vào đúng không? Trời ơi, đã vô luôn. Chưa lấy. À, không vô được, cái này bắt giỏi quá. Sút. Đúng rồi, ngon rồi. Để một cái. Rồi, cái này nè. Một cái. Ê, ô.
ok. À, shit, nó bị lừa. Để đó, để đó. Trường té. Ừ. Ừ, không chưa được. 5 điểm chứ trường 2 điểm. Ừ. 5 điểm chấp 2 Ừ, giỏi quá. 6 điểm. Giỏi quá ta. Trường 2 điểm và 6 điểm. Ừ. Rồi, con được 7 điểm chứ trường 1 điểm. Đúng rồi. Đúng đúng. Siêu nhân. 14 điểm. 15 điểm. Trời ơi. Lên lòng chim rồi, nghỉ. Trường tới lòng chim. Ừ. Vậy nha. Cú này. Cú này cú quyết định nghỉ nha. Ok, luôn. Mạnh luôn. Hơi, trời ơi vẫn không có được anh đen rồi. Để... Anh đen này. Đào tạo đi bắt con giỏi lắm. Chút mạnh nha. Hơi. À. Chú Trường được 4 điểm rồi. Rồi ok. Một cú quyết định nha các bạn. Các bạn hãy comment bên dưới là cú quyết định này sút anh đang có bắt được hay không nha. Rồi đếm 1, 2, 3 nha. Không, không bắt được. Chú Trường sút vô này. 1, 2, 3. Đếm bị lừa rồi. Rồi pha để bắt bắt làm tiền nữa nha. Vôi. Rồi, cú này quyết định nghỉ nè. Hồi hộp nè, hồi hộp. Sút. Wow, trời ơi, anh đen giỏi quá. Rồi. Ok, kết thúc chương trình. Chào các bạn ạ. Chào các bạn và các bạn nhớ comment xuống dưới là ai mà ai là người hả để bắn giỏi nhất thì vì ai là người hả người bắt môn giỏi nhất thì các bạn nhớ comment xuống dưới. Và bây giờ thôi. Xin chào. Gặp tay rồi. Yeah.